20 anh ơi, đâu anh nhỉ? Chị cô ở đằng kia. Cô thuê được không ạ? Nào con câu cẩn thận. Câu con khác. Nhẹ nhàng thôi, con phải nhẹ nhàng tình cảm mới câu được. Rồi. Thích không? Mấy con câu đi. Không được lấy tay thế, con phải đấy, phải lựa nhẹ thôi, bình tĩnh thôi. À đen kia rồi. Vâng. Mua thêm cho một cái cần đỡ phải thanh nhau. Ok, rối con. Con câu cẩn thận.